Kính thưa quý vị, Amy xin kính mời quý vị đến với chương trình Giá trị của hạnh phúc. Tìm được người thấu hiểu mình mới thực là niềm vui lớn nhất. Sống trên đời, nếu như có một người biết rõ bạn thích gì, cần gì, khiến bạn cảm thấy gần gũi, thoải mái khi ở bên nhau, thì đó có thể là món quà lớn nhất mà cuộc sống này dành cho bạn. Người đó được gọi là tri kỷ. Người tri kỷ của bạn không nhất định là thập toàn thập mỹ, chỉ là họ có thể lắng nghe được trái tim, có thể thấu hiểu từ sâu thẳm trong tâm hồn bạn, có thể nhìn thấy hết thảy mọi điều trong tâm tư của bạn. Ở trước mặt họ, bạn chính như một vật trong suốt. Bạn đang nghĩ gì, thích gì, yêu gì, họ đều biết hết. Ở bên họ, bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái, nhẹ nhõm, không có buồn phiền, lo lắng trong tâm, cũng cảm thấy rất an toàn. Khi tâm trạng của bạn không tốt, họ sẽ kiên nhẫn mà an ủi bạn, dùng đủ lời nói hài hước để bạn thấy vui. Khi không gặp được bạn, họ sẽ nhắn tin cho bạn, gọi điện thoại cho bạn, sẽ không để bạn cảm thấy cô đơn buồn tẻ. Nói bạn hãy chú ý giữ gìn sức khỏe, chú ý an toàn, gửi những tin nhắn hớm hỉnh cho bạn, chọc cho bạn cười. Những lúc vui vẻ đi bên bạn, họ sẽ không để cho bạn cảm thấy hai người có một khoảng cách xa xôi, mà khiến bạn cảm thấy tâm hồn của hai người đồng điệu với nhau. Khi bạn gặp phải những nỗi buồn trắc trở, họ sẽ không nói những lời tổn thương, mà chỉ dỗ dành bạn khắc phục khó khăn, học cách kiên cường, dũng cảm vượt lên nghịch cảnh. Người hiểu bạn là người lý giải được nỗi lòng của bạn, là người cảm thông, có tình yêu thương đối với bạn. Khi bạn vui mừng, họ sẽ cũng vui mừng, cùng chia sẻ niềm vui với bạn. Khi bạn buồn phiền, họ cũng sẽ buồn cùng bạn, nhưng sẽ không tùy tiện nói ra, mà sẽ cố gắng sức giúp bạn giải trừ phiền não. Một đời có thể gặp được người hiểu bạn là điều rất khó, cũng cần có duyên phận. Nhưng nếu gặp được rồi, hai bên nhất định phải biết trân quý nhau. Người hiểu bạn nhất, trái tim của họ sẽ luôn mãi ở bên bạn, âm thầm lo lắng và che chở cho bạn, cố gắng hết sức không để cho bạn chịu bất cứ tổn thương nào. Người hiểu bạn, tình yêu của họ dành cho bạn là âm thầm lặng lẽ, là tình yêu chân thật, xuất phát từ sâu tận con tim. Người thật sự hiểu bạn sẽ không nói những lời ngon ngọt để lừa gạt bạn, nhưng sẽ cùng bạn thỏa thích chia sẻ khoảng thời gian vui vẻ của hai người. Mình thiếu một chút bối rối để thành người yêu của nhau. Mình thiếu khoảnh khắc say đắm để cùng hẹn ước với nhau. Dù vậy cuộc đời đã hào phóng với ta, dành tặng một người quá hiểu thấu trái tim, giống như ta được cả thế gian. Thật tuyệt vời khi bên ta có một người mang tên là tri kỷ, để ta đã hết niềm tin không hoài nghi và sống thân với bản thân mọi phút giây, luôn bên nhau lắng nghe. Tri kỷ để không phải như tình yêu rồi sẽ biệt ly, chẳng bao giờ khiến người kia. Mặt trời vừa khuất xuống những dãy núi, nhiều người tự hỏi ở đâu vẫn nỗi cô đơn. Yeah, lang thang ai bước sắp đi qua một chặng đường đời, đau thay khi chẳng có nơi để chờ và đợi. Vì vậy cuộc đời quá hào phóng với ta, dành tặng một người quá hiểu thấu trái tim, giống như ta được cả thế gian.
vời khi bên ta có một người mang tên là Tri Kỷ, để ta đặt hết niềm tin không hoài nghi và sống thật với bản thân mọi phút giây, luôn bên nhau lắng nghe. Tri Kỷ, để không phải như tình yêu rồi sẽ biệt ly, chẳng bao giờ khiến người kia lệ. Tôi vẫn còn đứng nơi đây để mong em đi kiên vững những cô đơn phía trước, là tôi sẽ cầu nắng ban mai từng ngày phủ đầy trên những ước mơ, những hy vọng, những yêu thương em sao ai khác. Là Tri Kỷ.